Xin chào tất cả các anh em nha. Video giới thiệu các anh em tham gia chương trình AirGroup nhận tóc cần có ký hiệu là TNCR từ một dự án Thunder Swap. Đây là một dự án rất là uy tín nha các bạn. Để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả với mở cái link form mình ra, thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group, follow kênh seller nó, Twitter nó thì các bạn follow mà. Tiếp tục thì các bạn copy cái hashtag này, tăng ba người bạn vào các bạn. Copy từ chữ Thunder nữa các bạn. Wow. Sau khi tất cả các bạn rồi các bạn sẽ chắc vào khai nhiên tạm này các bạn. Các bạn like và retweet với tăng ba người bạn vào này các bạn. Dưới hashtag đó. Thì ai góp này các bạn, mình đang chia tổng giá thưởng là 500 tóc cần TNCR nè. Tổng giá trị của khoảng là 500 USDT nè các bạn. Khá là ngon nè các bạn, thùng đưa swap. Rồi các bạn like chấp nhận với retweet nè các bạn. Kèo này hơi lâu nhưng mà uy tín các bạn. Rồi các bạn việc làm rồi bỏ đó các bạn, bỏ chút ít phút thời gian kênh gọi của tất cả các bạn làm các bạn. Rồi các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh, bấm chuông để cập nhật những clip tiếp theo của mình các bạn. Rồi các bạn tăng ba người bạn mình vào, còn mình tìm những dáng không có hề tiện giúp cho các bạn. Kênh mình sắp đạt được 1000 sub rồi các bạn, mình vô cú cộng lê vô. Rồi tất cả các bạn tự quyết lên nè các bạn. Sau khi các bạn tự quyết thì các bạn mở cái link form lại của mình ra nha các bạn. Cái link form nằm đầu tiêu ta. Khoan các bạn chờ chút xíu nha. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username tự Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng MMO của các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi lên một cái link Twitter nha bạn. Thì bạn mở Twitter ra bạn. Rồi bạn nhấp vào qua bên cùng, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Rồi bạn chia sẻ cái bài này nha bạn. Rồi bạn sẽ chép lên liên kết nè. Rồi bạn bắt đập lại. Các bạn mở link form ra lại nè. Bạn bắt lại nha bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn join vào nha bạn. Bạn join kênh Telegram nào thì các bạn điền lại username Telegram đó. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ pin bi smart chain, các bạn có thể dùng địa chỉ chocolate nha bạn. Trò này khá là ngon nữa các bạn, uy tín luôn. Thì các bạn như vậy copy địa chỉ pin bi smart chain này nè các bạn, sao chép này nè. Rồi các bạn bắt đắp lại. Rồi các bạn bắt từ đây nha các bạn. Rồi tất cả các bạn kiểm tra lại một lần nữa có đúng chính xác username anh không nghe tất cả các bạn. Rồi tất cả các bạn chỉ bấm gỡ là xong. Ok, vậy mình hướng dẫn bạn tham gia chương trình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn về những video clip tiếp theo từ mình nhé.